Thưa quý vị, đèn chiếu sáng là hạng mục không bắt buộc ở trên đường cao tốc. Tuy nhiên, các vụ tai nạn thảm khốc vào ban đêm gần đây khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi liệu đèn chiếu sáng vào ban đêm có liên quan hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn lái xe nên có thể gây ra tai nạn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin này với phóng viên chào buổi tối. Hai vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn tại những vị trí không có đèn đường và chỉ có hai làn đường cấm xe vượt. Trong trường hợp có xe bị hư hỏng và dừng trên đường sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của các phương tiện khác. Tốc độ cao, di chuyển trong điều kiện trời tối, không có đèn đường thì các vụ va chạm dẫn dễ có thể xảy ra. Nhiều người đặt ra câu hỏi về việc nếu có đèn thì khả năng các lái xe có thể quan sát tốt hơn để kịp thời phản ứng với từng tình huống. Thực tế tại Việt Nam, đèn chiếu sáng không phải là hạng mục bắt buộc ở trên đường cao tốc. Theo tiêu chuẩn thiết kế cao tốc Việt Nam, đèn chiếu sáng chỉ được yêu cầu lắp đặt tại trạm thu phí và ở trong hầm. Ngoài ra, đèn chiếu sáng nên được bố trí không bắt buộc ở các nút giao thông liên thông, ở các đoạn ra khỏi đường cao tốc, ở các biển báo chỉ dẫn quan trọng. Thay vì sử dụng đèn chiếu sáng, các tuyến cao tốc sử dụng sơn phản quang để sơn vạch kẻ đường, hộ lan và biển báo. Với tính năng phản xạ ánh sáng, sơn phản quang phát huy tác dụng khi có ánh đèn từ phương tiện chiếu vào cũng vì lẽ đó mà việc bật đèn xe rất quan trọng khi đi cao tốc vào ban đêm. À, như vậy là với các đoạn cao tốc có hạ tầng đầy đủ thì việc không có đèn chiếu sáng vào ban đêm không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề an toàn. Tuy nhiên với những tuyến đường mà chỉ có hai làn thì nhiều tài xế đề nghị bổ sung đèn chiếu sáng để di chuyển an toàn hơn trong ban đêm.